Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Thì trên tay của mình đang là DigiSpark Arduino ha anh em. Đây là một cái mạch tích hợp con chip Atini 85 ha, làm với phiên bản là USB ha. Với cái mạch này thì mình sẽ là một cái USB mà mình tạm gọi là USB DJI Battery Killer ha. Mình sẽ sử dụng nó để mở khóa pin mà không cần phải sử dụng phần mềm và mạch giao tiếp nha. Thì mình có hai cái mạch trong thời gian sắp tới, nếu mà mình thử nghiệm thành công thì có thể là mình sẽ chia sẻ cho anh em ha. Thì đây trên tay mình đang là điện trở 10 kg. Mình sẽ dùng cái điện trở này để hàn thêm vào mạch, và mình sẽ sử dụng thêm một cái nút bấm nữa để kích hoạt cái chương trình của cái mạch nhé anh em. Thì với cái mạch DigiSpark Arduino này thì anh em chỉ việc kết nối nó vào pin ha, cấp nguồn cho cái mạch USB này và ấn nút thì mạch sẽ tiến hành khởi động và chạy các chương trình ha, và nó sẽ tiến hành mở khóa cho cái viên pin của anh em ha. Thì đầu tiên á, mình sẽ sử dụng con điện trở ha, nối từ chân 5V vào chân B0 ha anh em, để làm cái dây SDA ha, để làm cái dây SDA. Mình sẽ sử dụng điện trở 10 kg để nối từ chân 5V. Đó, mình sẽ sử dụng điện trở từ chân 5V, sau đó mình nối vào chân B0 của mạch để làm dây SDA. Sau đó thì mình sẽ sử dụng tiếp một con điện trở 10 kg nữa, cũng nối từ chân 5V ha, mình nối vào chân P2 để mình làm thành dây SNL ha. Thì cơ bản về bản chất của nó thì nó giao tiếp với pin cũng giống như mạch CB2112 ha anh em. Nó cũng sử dụng 3 dây ha, là SDA, SCL và dây GND ha anh em. Thì đây là hai cái chân SDA và chân SCL ha. Mình sẽ gắn thêm hai con điện trở vô để cho nó làm cái nguồn, nó sẽ kéo cái chân này lên mức cao ha. Vì trong cái chương trình viết á, trong cái chương trình, trong cái USB này thì nó bắt buộc phải có như vậy đó anh em. Nó phải có như vậy thì nó mới hoạt động ha. Chứ mình cũng không phải là muốn gắn thêm chi cho nó cồng kềnh và phức tạp với anh em, nhưng mà trong cái chương trình, trong cái code của chương trình thì bắt buộc chúng ta phải có thêm hai con điện trở như vậy đó, và chúng ta cần thêm một cái nút bấm nữa để kích hoạt cái chương trình cho nó chạy ha anh em. Mình cần thêm một cái nút bấm để kích hoạt cái chương trình chạy ha. Thì trước tiên đó, mình sẽ hàn hai cái con điện trở này vào trước. Thì hàn cũng bình thường thôi anh em, mình hàn vào chân B0. Mình sẽ hàn vào chân B0 và chân B2 ha, là mình giữ luôn cái chân của hai con điện trở để làm cái dây kết nối luôn nha anh em. Thì anh em nào mà có làm á thì anh em có thể hàn riêng một cái sợi dây cho nó dài ra ha. Này thì mình lười, mình sử dụng luôn cả chân điện trở luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng một cái nút bấm ha, một cái nút bấm tròn để mình kết nối cái chân B3 ha. Cái chân B3 thì mình sẽ làm cái chân B3 là cái chân nhận nút nhấn ha. Kết nối nó xuống GND ha, kết nối nó xuống mask ha. Thì mỗi lần anh em nhấn á, thì cái chân B3 này nó được kết nối vào mask thì chương trình nó sẽ thực hiện ha. Chương trình ở trong cái con cái USB này nó sẽ thực thi ha, và nó sẽ tiến hành in siêu chip ha anh em. Trong cái chương trình, trong cái code của chương trình thì nó có ba cái, là đầu tiên là connect, mình sẽ nhấn một cái để connect giữa cái USB và pin. Chương trình thứ hai là chương trình in siêu, dùng để mở khóa chip ha, để tiến hành can thiệp vào trong chip ha. Thì anh em sẽ nhấn hai cái ha, gọi là double click đó, vào cái nút bấm thì chúng ta sẽ khởi chạy chương trình thứ hai là chương trình unseal cho con chip của chúng ta, và cuối cùng là chương trình xóa lỗi ha và reset chip. Thì chúng ta sẽ ấn và giữ trên nút ha, chúng ta sẽ ấn và giữ trên nút. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng đồng hồ để tìm cái chân mask ha, do là cái nút bấm của mình nó hơi sida nên là mình cần tìm cái chân mask nó gần để mình hàn cái nút bấm vào. Thì nếu mà không có thì mình sẽ tiến hành mình tìm một cái nút bấm khác có cái chân nó dài hơn để mình hàn từ cái GND ha. Mình sẽ hàn từ cái GND sang
sang sang sang sang chân B3 ha anh em. Đó, thì cái mục đích của mình là như vậy. Rồi ok anh em. Rồi cuối cùng là mình sẽ phải hàn thêm một cái dây GND ha, mình sẽ hàn một cái sợi dây GND ra nữa từ chân GND ha. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình test thử chương trình cho anh em xem ha. Đầu tiên chúng ta sẽ ấn một cái nè, để chúng ta sẽ thấy đèn nó nháy lên một cái, thì lúc này USB sẽ kết nối với pin ha. Đó, chúng ta sẽ nhấn hai cái thì đèn sẽ nháy hai cái, lúc này chương trình sẽ chạy lệnh unseal ha. Và cuối cùng là ấn và giữ thì chương trình nó sẽ reset pin ha. Và chúng ta thấy đèn xanh nó đã lên rồi nè anh em. Đèn xanh lên chứng tỏ pin nó được mở khóa nha anh em. Ok anh em, thì mình chỉ giới thiệu sơ sơ cái phần này về cái cấu tạo của cái mạch ha. Về phần sau mình sẽ tiến hành test chuyên sâu hơn ha.